cho các bạn. Đây là cái thành phố, cái làng gọi là làng Gahine. Nhà bằng toàn là bằng sôm mà bằng rôm, rôm mà rôm lúa mì á. Cái nhà đẹp đấy không? Nè ha, nè. Đó là dày cái không? Làm dày cái. Các bạn đó. Đây cũng vậy, cái nhà này cũng vậy, cái bằng sôm hết. Đó, bằng cái rôm lúa mì. À, ta làm dày tại cho đường nước vô á. Cái nhà này thì cũng chịu được mười mấy hai chục năm vậy đó, nó không, nó mới mục. Nè, thấy không? Cái nhà này đẹp nè, nó dài xuống, cái nóc nó dài xuống ha. Chơi đi. Cái nóc nó dài xuống đẹp đó ha. Nhà này đẹp nè ha, nhà này đẹp hơn nè. Chụp phát chụp rồi thế em chụp. Ừ. Nhà này còn nhà này cũng vậy đó, gì ha, để làm gì ha? Nhà để trước cũng chắc vậy đó. Đó mấy cái căn nhà này là toàn là làm lợp bằng rôm. Đó, đẹp không? Rồi giờ đi qua đây coi thử coi. Bạn chế mình còn nữa nè. Đây mình. Thì coi gần nè, gần rơm nè, thấy không? Đó, coi gần đây gần. Nó đông cũ lâu rồi hả mình ha? Cũ lâu lắm rồi. Cái gì rơm thiệt không thôi. Cũ lâu lắm rồi ha. Ý mà nó chắc hết ta, không có nó mục không? Nó mục, nó mục không? Nó mục. Nhà này cũng đẹp. Cái làng này luôn có nhiều cái nhà nó làm kiểu xưa, nhà này cũng kiểu xưa nè, thấy không? Kiểu xưa cũng làm kiểu đó, cũng rôm không, nhà này cũng kiểu xưa này nè, cũng làm bằng rôm. Nhiều cái nhà bằng rôm hết. Cảm thấy cũng vậy. Đây, nhà này cũng vậy. Kiểu không rôm hết. Đẹp quá. Nó còn rôm. Nhà này cũng vậy giống nhau. Kiểu khác. Đó, thấy chưa? Còn rôm hết. Đây cũng vậy nè, còn rơm hết. Nhà này cũng vậy nhưng mà mới làm, nhưng mà nó cũng làm cái nắp, cái nóc bằng rơm cho giống như cũ, giống như cái nóc cũ. Nhà này chắc cũng mới nè, nhưng mà nó làm nóc cho giống cái mấy nhà cũ ở đây. Đẹp quá. Đây có mấy cái cây trái pêch nè. Trái pêch biết ăn được không biết. Thì hái thử cái giờ trái coi ăn được không. Trái pêch. Trái pêch. Được không? Trái pêch. Pết nằm ở đường thì có thể hái được. Còn nếu nằm trong thì mình không có hái được. Tại cái pết nó nằm qua hàng rào thì mình hái. Còn nếu nằm trong nhà người ta thì mình không nên hái. Tức là mình ăn cắp rồi. Đó, đẹp vậy không? Đây là cái bông bướm nè, có bông bướm nè ha. Bướm. Đó, bướm lên. Bây giờ thì gọi là bông mua bướm. Rồi đi, đi từ về. Rồi đó.
Phong ra sông, cái này phong ra sông. Không, cái chỗ này cơ quan nhà nước phong ra sông. Phong ra sông để lo gì người ta, lo gì bệnh. Đặt phá. Con này trái phép chính không? Nóng này ở ngoài đường mà. Ngó lộn hả? Không, ngoài đường bẻ. Ngoài đường. Nó không phải nó bơ ra ngoài đường á. Không còn nhiều lắm, nhưng mà nó ngoài đường. Nhưng mà nó chưa chín phát. Làm cái đường nè, nó ra rồi. Thôi, tại lấy hai cái thử thôi. À chưa chín heo không? Cái phi hả? Cây, cây này kìa, phi kìa. Là gì quên hả? Cái gì? Cái sung, cái sung, cái sung. Cái sung. Cái này ngọt lắm. Ừ, cái sung. Ừ, nhà này đẹp ghê ha. Nhà này đẹp nhất ha. Nhà này là chấm đẹp nhất. Nó chưa chín phải không ha? Mình, tôi để lộn mà tôi lấy lộn. Đẹp quá ha. Chứ nếu mà không lộn thì sao? Lộn dám nói với mọi người.